Giúp em xin kính nhờ thể nghe nên giúp em xin giới thiệu anh em cái mẫu cò bợ hay còn gọi là cò mã cò ma nhá, gọi là cò mã cò ma và một số cái combo bẫy cò với vạc với diệc. Thì đầu tiên xin giới thiệu các bác đây là cái mẫu keo bẫy cò với vạc với diệc nhá. Đây là cái dòng keo này là dòng keo VIP. Dòng keo VIP vì sao người ta gọi là dòng keo VIP là vì cái dòng keo này nó đánh được cả trời nắng và cả trời mưa nhá. Để nhận biết vì đâu là cái dòng keo VIP thì đây là cái dòng keo trắng trong nhá, trắng trong, không có một tí vẩn đục nào luôn. Đây là dòng keo trắng trong. Giá bán lẻ với em đang bán với giá là 200.000 đồng 1 kg, có đủ xỉ đồ lẻ nguyên thùng, giá cực kỳ ưu đãi luôn nhé, giá cực kỳ ưu đãi luôn đó. Và tiếp theo em xin giới thiệu các bác đây là cái mẫu con cò bợ hay còn gọi là con cò mã cò ma. Cò bợ hay còn gọi là cò mã cò ma. Cò bợ thì em có hai loại, là một loại là cò bợ của tháng 8 và một loại là cò bợ của tháng 3 nhé. Đây là cò bợ tháng 8 này, con này là con thay lông tháng 8, đây là cò bợ tháng 3, còn gọi là con cò mã đỏ. Thì bên em có hai kiểu dáng đây, trên khuôn hình các bác nhìn thấy đây là có hai kiểu dáng này. Hai kiểu dáng. Một dáng cúi và một dáng là cổ dài, vươn xa. Giá bán lẻ bên em đang bán với giá là 35.000 đồng một con cho cái con cò bợ hay còn gọi cò mã cò ma này nhá. Cò mã cò ma này. Và tiếp theo thì bên em có cả cái mẫu vịt trời nhá. Mẫu vịt trời này thì được làm bằng nhựa các bác ạ, được làm bằng nhựa. Vịt trời này đây là có cả thăng bằng này, nó sẽ tự nổi trên mặt nước và giữ cân bằng luôn cho các bác nhé. Thì giá bán lẻ là 60.000 đồng một con cho cái con cò con vịt trời này. Vịt trời này thì bên em có đồ xỉ đồ lẻ nhá, có đồ xỉ đồ lẻ tất cả các loại. Bên em quảng cáo keo cò vạc diệc, keo bẫy cò còng cọc hay là còn gọi là có bội có mã có ma, có trắng súc dẻo, có trắng súc cứng, có đồ xỉ đồ lẻ hết các bác nhé. Vạc. Thì bên em ship code toàn quốc đồng kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Các bác đặt hàng cứ để lại số điện thoại, anh nhắn Zalo để vướng mắc mình nhé. Em xin kính chào tất cả các bác ở đây. Là em xin giới thiệu thêm một cái bác này, cái mẫu lan cáp quang chuyên dùng để bẫy cò bẫy vạc đây. Giá bán lẻ bên em đang bán với giá là 130.000 đồng một kg nhé. Ship code toàn quốc đồng kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Em xin kính chào tất cả các bác.